Xin chào anh em, ở một vài năm trước, việc các sản phẩm giá rẻ được trang bị SSD là điều rất khó để xảy ra. Đa số muốn được trang bị SSD, anh em sẽ phải mua thêm và mức giá cũng tương đối là đắt. Mình nhớ là cách đây khoảng 2-3 năm ấy, mình mua một ổ SSD 120GB với giá 1,4 triệu. Đó là một kỷ niệm mà mình không thể nào quên cho đến tận bây giờ. Nhưng mà bây giờ câu chuyện đó đã hoàn toàn khác khi SSD được giảm giá khá là nhiều. Và nửa cuối năm 2019 thì đa số các sản phẩm giá rẻ, không phải giá rẻ mà thực ra là các sản phẩm laptop ấy khoảng dưới 20 triệu đồng thì đều được trang bị SSD mà dung lượng rất là lớn, lên tới 512GB. Và ngày hôm nay mình đang có ở đây một mẫu laptop đến từ Acer, sử dụng chip Intel thế hệ 10. Và chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu xem mẫu laptop này có điều gì thú vị nhé. Và mình sẽ đề cập thẳng tới cấu hình của nó luôn, thay vì nói về phần thiết kế trước. Thì cấu hình của máy đó là chip Intel 10210U. Nghe tên hơi dài một chút, khi đây là chiếc CPU thế hệ thứ 10. Trên lý thuyết là vậy, thì Intel đã đẩy số luồng tăng lên, thay vì 4x4 luồng thì đã đẩy lên thành 4x8 luồng với xung nhịp tối đa đạt 4.2GHz, 8GB RAM và 512GB SSD NVMe. Nghe thôi các bạn đã thấy ấn tượng rồi đúng không? Tuy nhiên, với các CPU thế hệ 10 dành cho laptop thì Intel đã đẩy xung nhịp Turbo Boost lên rất là cao. Nhưng mà đấy là chuyện của Turbo Boost, khi các bạn sử dụng thời gian dài thì sẽ như thế nào? Đây là một mẫu laptop dòng U. Anh em hãy nhớ đây chỉ là dòng U thôi, không phải dòng H. Thì anh em cũng không nên đòi hỏi quá cao về chiếc laptop này. Khi mình stress test trong thời gian dài, xung nhịp sẽ đạt được 2.5GHz và tiếng quạt gió phát ra tương đối là yên tĩnh. Mình thấy đây là một xung nhịp chấp nhận được với một mẫu laptop dành cho các bạn văn phòng. Đấy là văn phòng là chính thôi, thế chả ai mua mẫu laptop này để chơi game cả. Còn khi anh em sử dụng ở mức độ thông thường ấy thì CPU vẫn đạt được đến 4.0GHz một cách hoàn toàn là dễ dàng trên cả 4 nhân luôn. Khi chuyển sang các tác vụ nặng hơn một chút, ví dụ là làm Photoshop một cách nhẹ nhàng thôi nhá, thì ổ SSD đóng vai trò rất là quan trọng. Khi SSD được trang bị trên máy này là NVMe với tốc độ đọc lần lượt là 1600MB và tốc độ ghi là 1400MB, đủ với các tác vụ thông thường, vì đây cũng là SSD NVMe và laptop này chỉ 15 triệu thôi mà anh em làm sao có thể đòi hỏi một SSD tốc độ đọc đến 3000MB được. Và rồi chúng ta sẽ chuyển nhanh tới cái phần thiết kế. Thì Acer đã cải tiến rất nhiều qua từng sản phẩm của mình. Máy được thiết kế tương đối là chắc chắn, với đây là màu xám. Thì về phần cổng kết nối, mình sẽ nói trước về phần cổng kết nối trước khi mở máy ra đi. Thì ở bên cạnh phải sẽ là nơi tập trung đa số các cổng kết nối, khi đây sẽ là cổng sạc, cổng mạng LAN Raspberry 45 HDMI, hai cổng USB Type A, một cổng USB Type C. Còn sang bên cạnh trái sẽ là một cổng USB nữa và một jack audio combo. Còn đây là khe khóa Kensington mà. Thế rồi, còn hệ thống tản nhiệt ấy sẽ đặt ở phần sau, phần mặt lưng của máy ấy. Và việc đầu tiên mình cần làm đó chính là mở máy lên. Khi mở máy lên thì anh em nhìn cái gì? Đây là một màn hình với hai viền hai bên mỏng thôi, còn trên dưới thì vẫn hơi dài một chút. Thì Acer gọi màn hình này gọi là màn hình công nghệ Compliant View LED LCD. Nghe có vẻ xịn xò đúng không? Nhưng mà thực tế mình thấy đây là một tấm nền TN thì đúng hơn, khi cho góc nhìn tương đối là hẹp. Không biết là vì sao Acer lại gọi tên nó hoa mỹ như vậy, nhưng mà mình thấy màn hình này chỉ phù hợp với các bạn giải trí một cách thông thường thôi. Còn nếu như anh em cần làm đồ họa ấy, thì mình nghĩ màn hình này sẽ không phải là một sự lựa chọn tốt. Anh em nên mua một màn hình rời để lắp vào thì lúc đấy làm việc sẽ hiệu quả hơn. Chuyển nhanh tới phần bàn phím thì mình thật sự không đánh giá cao Acer ở khoản này, khi cho cảm giác gõ tương đối là chán. Các phím cũng hơi nhỏ một chút, tuy nhiên có một điểm cộng đó là được trang bị phần phím số 5 phát. Vậy cũng được rồi, cho anh em soạn thảo văn bản nhập liệu một số liệu một cách tốt hơn. Còn chuyển tới phần trackpad thì cảm giác nó cũng không khác gì cái bàn phím, khi cho cảm giác gì tương đối là chán, mặc dù khả năng tracking tương đối là ấn tượng. Nhưng mà bỏ qua đi, nó gì chán thì anh em nên sử dụng chuột ngoài. Tổng kết lại thì mình thấy đây là một mẫu laptop để dành cho các bạn nam mới đi học, hoặc là các bạn nữ không giỏi quá nhiều về việc cấu hình, thay vì việc bạn mua mẫu laptop có cấu hình tốt tốt một chút nhưng mà phải băn khoăn nâng thêm RAM hay là mua thêm SSD, thì mua mẫu laptop như này anh em sẽ không phải quan tâm gì cả. RAM đã 8GB phù hợp với các nhu cầu thông thường, SSD 512GB sẽ có tốc độ đọc hay có tốc độ ghi cũng như là truy xuất dữ liệu rất là lớn, nên việc anh em mua thêm SSD là không cần thiết. Tuy nhiên nếu anh em muốn lắp thêm một ổ nữa thì vẫn được thôi, vì Acer có tặng kèm thêm một cái khay 2.5 thôi để anh em có thể lắp thêm ổ cứng bên ngoài. Và anh em thấy sao về video này? Đừng quên để lại ý kiến ở một comment video. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các video sau.